Dạo này thì có một số hình ảnh không có được đẹp mắt lắm của chị bé Nâu bị lan truyền tràn lan ở trên mạng. Hồi đó giờ có cái tiếng là con mèo văn minh nhất nhà mà bây giờ không có một chút văn hóa nào. Bạn không có một chút đạo đức nào. Bạn không đủ tư cách để nói ai hết. Bạn hãy xem lại bản thân mình đã làm được cái gì. Làm tầm bậy tầm bạ xong thì chỉ chà đích xuống sàn. Và những cái hành vi này chị đã thực hiện nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Và mấy cái clip này nhìn có vẻ giống nhau tại cái góc quay đó, nhưng mà nó khác nhau á mọi người. Không phải tôi bính gì chị, nhưng mà mọi người thấy rõ ràng, dù chị phạm sai lầm nhưng mà chị vẫn đang cố gắng sửa chữa nó. Alo. 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 Bạn trả lời đi ạ. Bữa nay tôi đại diện chị đang giải thích cái vụ này nha. Sẵn chuyện cũ mới đào lại cho mới luôn. Bản chất chị vẫn là một con mèo văn minh đó mọi người. Có điều chị hơi nổi loạn xíu. Thì cái vụ án đào vàng đầu tiên xuất hiện trong nhà tôi, tôi khẳng định mấy con mèo nhà tôi là không có ẻ bậy luôn. Nhưng mà bữa đó tôi đi làm về xong, tôi thấy một bãi trong góc kẹt, tôi nghi tùm lum người hết trơn. Mỹ Diệu, thằng Đậu, thằng Mập. Nhưng mà tôi không có nghi ngờ diện Nâu hết. Chị Nâu là lúc nào cũng phải nằm ngoài cái dòng đổ đốn. Sau khi tôi dọn sạch sẽ rồi, qua bữa sau vẫn tiếp tục một bãi nữa. Bữa đó bất lực quá, dọn xong tôi ngồi tại quầy bần thần cục đó. Mọi người có thấy cái thao cà móng này không? Cái thao này là chính bàn tay tôi làm cho nó đó. Ngồi làm còng xương sống cho tụi nó chơi đó. Thì bằng một cái dáng vẻ rất là chính trực, chị Nâu bước thẳng vô cái thao đó, đá một bãi trước mặt tôi. Không hề có một cái sự gì gọi là ngại ngùng hay là che giấu hết nha mọi người. Hiên ngang vô cùng. Thì sau đó tôi mới nhận ra mấy cái bãi trong gốc kẹt hổng gài là từ chỉ. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì tôi hiểu được cái hành động của chị á. Là đợt đó tôi thay một cái loại cát mới mà chị không có thích cái cát đó. Chị thà đi trong mấy cái gốc kẹt, đi trong cái thao tôi làm cho chị chứ nhất quyết không đi vô cái bồn lựu đạn. Sự thật là sau khi tôi thay cát đúng ý chị thì chị vô bồn lựu đạn lại bình thường, không có đi tầm bậy nữa. Vụ án thứ hai là vụ án phơi bồn lựu đạn. Tôi có một cái tật là mỗi lần chà là tôi chạm lần 2-3 cái bồn lựu đạn luôn. Thì bữa đó tôi giặt xong tôi đem phơi nắng. Mà nói chứ bữa đó tôi phơi cũng hơi lâu. Cái tới hồi tôi đem vô á, tôi chưa kịp đổ cát vô nữa là chỉ ta nói khai mà khai trương liền luôn vậy đó. Ôi bắt đái quá rồi, nãy giờ uống nhiều nước ngọt bắt đái quá. Trời ơi lạnh rồi, mới đi toilet. Vụ án thứ ba vẫn tiếp tục là vụ án phơi bồn lựu đạn tập 2. Bữa đó đem vô trễ có chút xíu luôn á. Tôi mới đi tắm ra một cái tôi thấy cái đống này là trời đất quay cuồng liền. Còn về cái chuyện mà bạn bè nè, khía cạnh bạn bè nè, bạn chơi được thì chơi, không được thì thôi. Vụ án số 4 là những cái lùm xùm gần đây của chị nè. Là tại sao mắc cái giống gì rõ ràng chị biết lý thuyết mà tại sao lại thực hành một cách đổ đốn như vậy. Rồi bữa chị đi xong không biết mắc cái giống gì, chị chạy một cái dèo làm văng hai cục xí muội lon ton vậy đó. Mấy lần liên tiếp vậy tôi cũng mất niềm tin nó chị lắm chứ mọi người. Xong cái tôi chợt nhớ ra có khi nào giống mấy lần trước là nó làm cái gì cũng có lý do hết. Cái tôi điều tra mấy nay thì mấy nay tôi tìm được câu trả lời rồi. Tại sao vẫn có những lúc nó ngồi thẳng thớm đàng hoàng tử tế sang chảnh như vậy, thì sao lại có mấy cái lúc nó ngồi như ngồi hầm cá cha vậy đó mà nó xong cái chỉ làm một bãi tay quậy vậy đó, mặc kệ dư luận luôn. Mà tôi nhận ra là tại nó sợ dơ chân á mọi người. Nó chỉ ngồi đàng hoàng tử tế như vậy khi ở trong bồn lựu đạn không có quá nhiều lựu đạn với nước đé của mấy con kia. Nó mà ngồi ngược gan vậy á là trong bồn có quá nhiều lựu đạn mà cái máy nó chưa có dọn kịp. Nó không muốn đụng cái chân nó vô lựu đạn của mấy con kia, nó sợ dơ chân. Là như vậy đó, là cái ý tưởng điên rồ của chị được hình thành từ đó. Chị văn minh nhưng mà chị nổi loạn. Tóm lại chị vẫn là con mèo văn minh nha mọi người. Mỗi lần chị tính làm cái gì mà đổ đốn mà bị tôi bắt quả tang á, chị hay quê lắm. Đó, nói chung là chị tính bắt đầu xe hay gì đó mà chị thấy tôi đi ra dòm chị thì chị cũng biết quê, chị cũng tự động bước xuống lon ton đi vô. Rồi, cái tôi cao lắm đó. Nè, nó bị bắt quả tang, tính ăn cắp cái gì nè. Tính chơm cái gì đó, bị tôi thấy cái diễn một cái nhát sửa cửa liền. Không phải binh gì đâu, nhưng mà mong mọi người không có hiểu lầm chị nữa. Nói chung là mặc dù những ngày qua chỉ có những cái hành động hơi bị khó coi, nhưng mà chị vẫn là một con mèo văn minh, một con mèo trong sạch. À, không, cũng không sạch lắm, nhưng mà vẫn là một con mèo có chính kiến.